gia quân. Và hôm nay tôi sẽ nói về một trong những đội đó, đó là bắt trước nước định của đối phương. Mời các bạn nhìn vào thế cơ sau đây. Trắng đi đâu thì đệm bắt trước. Và khi trắng đi mã G5, đen bắt trước rồi đi mã G4. Và trắng dùng học ăn lên G4. Vậy là trắng đã hơn quân. Khi sao chép nước đi của đối phương, chúng ta có thể bị trở mất cờ hoặc mất quân. Các bạn đừng bao giờ mắc những lỗi lầm như vậy nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe buổi